kêu mấy quỳnh tới bữa nào có chuyện kể, bữa nào ông mừng lắm. Dạ. Chiều không mất quỳnh tới không? Không, mấy à, kêu ông tới trời. Chiều sáng ông nói ông lên được một cái level. ông ngồi thiền ngay chỗ nào ta, cái chỗ đó mình kêu gì, ngay chỗ mấy cái sáng nữa nào đó, chỗ đó chỗ mà sư phụ hay cái nhà bên thư viện đó, sư phụ thư viện mà phía sau lưng thư viện hả, chỗ sư phụ mới livestream vào tuần rồi. Ừ, nhỏ cái bàn đá đó, đó dạ, là tuốt ngoài góc đó. Sư phụ nói chuyện với con là ngay chỗ miếu sơn thần mới dạ. Đúng không? Nhưng mà khi ông vô ông nhập định á thì ổng thấy ngoài sư phụ với ngân ngồi bàn chuyện, ổng còn thấy thêm mấy chục người ngồi xung quanh sư phụ nữa, mấy chị hộ pháp. Ừ, à, ổng lên cái level rồi ổng nhắm mắt ngồi thiền nè, ổng còn nghe được sư phụ nói chuyện với nghe lào xào nữa, nghĩa là bữa nay ổng tiến bộ rồi đó, ta giỏi rồi. Thì xong á thì sư phụ đứng lên thì ổng thấy hào quang sư phụ 9-10 dòng như nè, mà sáng ông nói là super bright luôn, ông nói vậy đó. À, rồi hào quang mà túi lên giống như bắn pháo bông vậy đó. Cái đó thường chỉ có anh Bắc là một người duy nhất trên núi mình thấy thôi. Bữa nay thêm một người thấy hào quang với sư phụ. Ông nói là chưa, sư phụ. Ông nói là you are real. Ông Edwin không bao lâu á ổng có thể tiếp xúc được như là trên đó. Trên con đường ổng mà tu tập kiểu này á, tại vì tại sao ổng làm được mà cao đồ mình làm được. Mình đang muốn nói đây là mình muốn chặt cao đồ với chọc lan mà luôn á, này luôn á, này chắc khỏi miễn bạc khó được, tại còn yêu đời quá thì sao được, phải như buông bỏ như kiểu ổng. Sao tại bữa nay hồi chở ông đi về KMT ngồi thiền một chuyến đường thôi là ông kể một đống. Ông hiện giờ ông ở đây, ông có hàng con, ông đang lo sắp xếp tài sản ông giao hết, ông chỉ muốn ngồi thiền thôi. Cho nên con người ông khi mà muốn buông bỏ đó, ông có nhiều nhà cho mướn 7-8 cái luôn á, rồi đất tổng có nhiều lắm. Mà bây giờ ông buông á thì ông mới được cái thiền đó. Nghĩa là cái tâm mà ổng bây giờ không còn muốn đụng tới đời nữa. Ông nói giờ ổng chỉ thích ở Thiên Long Sơn thôi. Bữa giờ ổng để cho Ngọc Anh đó, ổng cứ gọi qua rồi về. Bữa nay ổng tính về, cái bữa nay ổng gặp sư phụ, cái ổng đòi ở lại nữa. Ổng đòi với ba ổng ở lại nữa. Nhưng mà ý là nói á, tại sao ổng cũng cỡ bằng tuổi Bắc Ngư. Bất Ngư thì còn đang kích động với việc cộng không? Bất Ngư khó mà đạt cái thiền định như kiểu ông này đó. Ông gặp nhiều gì đó, trong cái cảnh giới kia đó, ông thấy được nhiều thứ đó. Thì ông sẽ có một ngày sẽ thấy thực chán mẹ. Nếu mà ông continue, go on đó, ông sẽ improve. Bữa nay ông thấy được chân tướng của sư phụ rồi. Ông nói sư phụ không phải là gì, ông nói sư phụ giống như là một người invisible vậy đó. Nhưng mà sư phụ đi đâu rồi, giống như một cục ánh sáng khổng lồ moving vậy đó. Nhưng mà trong cái thiền định của ông biết cái đó là sư phụ. Cái kia ông tới ông kể, mỗi ngày ông thấy gì đó, ông ghi xuống cuốn sách. Bữa nay ông nói là ông rất là surprise. Bất Ngư gắn ngồi thiền đó, cười gạt đó, ngồi nổi không? À, trước đây cũng ngồi đã thấy được xung quanh hết rồi, nhưng mà bị lúc đó nó ngặt cái là hai đứa nhỏ nó như trong nhà nước cấm nghề, rồi vợ chồng tôi nó còn sống đó, cho nên rồi mà năm thứ hai của năm thứ ba của đại học ra buộc lòng phải buông để mà lo kiếm tiền. Sai, mình đã giải thích, họ thiên đã giải thích, mỗi người nào có cái nghiệp của người đó, nghiệp của đứa con, thấy được xung quanh là sắp sửa đi về trời rồi, còn bị đứa con nó nghiệp nó kéo ngược lại, tủ quá,
uổng quá. Cái đó là 1 tỷ đô mua có không được, kiểu ông ít quên có ngày hôm nay á, rất là khó, không phải dễ đâu á. Tôi thấy người anh họ đi rườm rượm nước ở mặt tôi, Mỹ có, Việt Nam có, tại châu Phi. Thế người anh hả? Ồ, còn Quế Vinh ổng thấy mấy ổng thấy ông Mạ Hồ, ổng thấy được sư phụ, ổng đâu thấy người anh đâu. Không bị gì lúc đó không? Cái đó khác nghe coi chừng á. Tại ổng tu theo kiểu thu dạy ổng. Tại vì mỗi lần mà ổng gặp sư phụ á, ổng ngồi, ổng thách nốt xuống. Ổng hỏi là sư phụ biết ông này là thiệt, sư phụ. Ổng nói là ổng như kiểu mà tôn ngộ không kêu tâm tạng. Sư phụ. I saw this, I saw this. Kiểu ổng diễn tả là sư phụ biết y chang luôn. What I should do? Should I... communicate with them or should I follow them? Tại lúc mà này là quan trọng, cô chỉ không kỹ, ông bị mấy tiên nữ kéo ông luôn á. Cô nói no, just ignore everything and be who you are, stay where you are. Cô sẽ, tại vì thường thường như cô nói ông một cái á, ông sực tỉnh liền, ông hiểu. Tức nghe là những cái ông sẽ gặp phải, giống như ông có thể, ông có thể ngồi ngay chỗ này đi, được ông vô định. Nhưng mà trong cái định á, ông có thể ngồi in the middle of ocean, nhưng mà đừng có sợ là mình bị lọt xuống nước. Hay là ông có thể ngồi in the middle of black hole, hay là ngồi trên cái miệng giếng mà nó không lọt xuống cái giếng. Nó có những cái đó, nhưng mà đừng sợ gì hết. Hiểu không? Nó cũng y như là 3D movie vậy đó. Giống như là con cắt cái hình ảnh mà con để lên ngay chỗ một cái nước xoáy ở ngoài biển. Nhưng thật sự không phải, không ngồi trên ghế, nhưng mà trong cái định đó, cái thần hồn nó đi nhẹ để thằng hồn trấn an ổng, ông đừng có lo. Ở vô với gai ổng chút chút, bữa nay ổng đòi ở lại nữa, ông thích quá rồi. Có mấy con cũng giỏi lắm, làm PhD á, con có PhD ở Apple á. Bữa nó có lên núi á. Nó thì con này cũng có hiếu, nhưng mà nó không tin tâm linh. Và họ thiên mình thì có người đệ tử đầu tiên được vào sơ thiền quả dự lưu. Nghe khi quả dự lưu á, nếu mà về được tầng trời á thì ít nhất cũng là thanh văn mà duyên giác hồ xưa, nghĩa là ở tầng số 7, số 8 không còn trong dục giới hiện bây giờ. Tại vì những cái mà mình đạt được á là nó đang ở thế gian này. Giống như trong quân đội, một cái người lính mới về nhập ngũ mà nó anh dũng á, nó diệt một lượt 10 chiếc xe tăng, cũng giống như anh Quốc ơi á, là ở trong bộ tổng tham mưu của ông Thiệu là đang mày mè về tới tăng thứ nhất, là cấp lên hàng thiếu úy liền vậy đó. Có nghĩa là ở trận đang đánh ở ngoài đó, là ở đây tổng thống đã thăng chức rồi, hiểu không? Thì mình cũng y như vậy, ổng cũng y như vậy đó, là ở trên kia ổng có chức rồi. Mỗi ngày chúng ta làm cũng vậy, mỗi ngày sư phụ làm vậy là ở trận đó, là cha. Tại sao ở trong cái clip có bà đó bắt thiệt rồi, bà thấy sư phụ đi với cha rồi là một thiên tử, có clip của cái bà Việt Nam gì mới đây nè. Nhưng mà những mà hàng đệ tử mà ai mà cũng như ổng á, là lúc đó mấy con mới tương cho phụ nhiều hơn. Cho phụ hào quang sáng rực dữ lắm. Mỗi một là ngày chủ nhật lên đỉnh núi ngồi mấy chục đệ tử là cho energy từ lửa. Về ngày thứ hai sư phụ phải ngồi thiền nguyên ngày,
qua ngày thứ ba vô làm, thứ hai cũng có vô làm, thứ tư ảnh ra đây ca để cho điển thanh tiếp tục. Mình nói nhiều quá cái này, ta nói mình mê tín quá, mình nghe nhà mình nói nghe chơi đó, thiệt không có con. Gặp sư phụ là chỉ có nhận smile thôi, có điểm thanh là smile rồi. Đó thì sư phụ, tất cả những gì sắp tới tôi nói chứ, ví dụ thư của con tôi nó ở trên DC đó, tôi nói 2 ngày nữa nhận thư nghe, đúng 2 ngày nữa thư tới. Tức là biết được những gì sắp xảy ra luôn. Đó là hai thứ biết. Biết là hiện bây giờ đang có cái lực đó hả? Dạ, không. Từ đó rồi tôi đo việc kiếm tiền để mà nuôi con thì rồi lãng đi thời gian, giờ tôi ngồi lại rất là khó. Nhưng mà tôi nhận ngày là sư phụ Việt Nam chắc tôi ngồi lại được. Giờ cái túi này là đâu cần đi, mình có cái núi thiên điển thanh không à, chư thiên chư Phật ở trên thiên long sơn đầy. Thầy buổi sáng á, hay là chờ cuối tuần lên núi chơi, ngày thường ảnh lên đó cứ ngồi thiền nghĩ gì đó, thấy được ai thấy, làm bạn với chư thiên mà vui.